Hello, xin chào tất cả các bạn, cô chú, anh chị em đã quay trở lại với video của Ma Duyên. Hôm nay Ma Duyên rất là vui được gặp lại tất cả các bạn, cô chú, anh chị em. Hôm nay thì Ma Duyên đã ở gần thành phố lớn. Thì Ma Duyên sẽ đưa gia đình vào thành phố để mà đi dạo phố, rồi cùng tất cả các bạn vào ngắm thành phố của Canada như thế nào nha các bạn. Thành phố Canada khác ở Việt Nam như thế nào, và mời tất cả các bạn, cô chú, anh chị em cùng với gia đình của Ma Duyên nhé. Đây, và mình sẽ đi thôi. Thank you.
xin mời tất cả các bạn vào trong mò cùng với gia đình Mò Duyên. Ở đây người ta hay gọi là cái mò, không phải giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình thường thường hay gọi là siêu thị, siêu thị, còn ở đây thì họ gọi là cái mò lớn. Đây là hình như là cái mò lớn nhất thành phố ở Mò Duyên ở. Mò Duyên cũng đi dạo vòng vòng ở trong đây, họ không có gì, không có bán đồ nhiều lắm, cho nên là Mò Duyên cũng lên tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 rồi dẫn đi, dẫn qua, dẫn lại thì đi xem đồ bán này nọ đấy. Thì Mò Duyên đi mấy bước chân rồi con trai của Mò Duyên nói là bây giờ bố ơi, bây giờ con không đi nổi nữa rồi. Đấy, thì thấy vào cái một cái quán bánh thì đi cái cửa này nó là bố ơi muốn ăn bánh. Cái bánh bánh quỷ rồi lá rồi thôi mới lại được. Xin cảm ơn tất cả các bạn, cô chú, anh chị em đã xem hết video của gia đình Mò Duyên. Đấy, hiện tại thì Mò Duyên đã ra, gia đình Mò Duyên sẽ về thôi. Và Mò Duyên cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Mò Duyên. Và bye bye, xin hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.